Một bà cụ vì lòng tham của mình, thậm chí khi cháu gái một mình ở nhà, đã đưa ông già 80 tuổi vào phòng của cháu gái, muốn để bọn họ gạo nấu thành cơm. Mẹ ơi, chị, đại tỷ, chị ấy, không sao đâu, chị gái đang ở nhà. Không sao đâu, Thanh Bảo lắc đầu liên tục. Không không, đại tỷ, chị ấy, bị khinh bạc, nhị tỷ, chị có sức mạnh lớn, mau đi đi. Bình tĩnh đã Thanh Bảo, đừng vội, nói cho chị hai biết, đại tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi nhanh, về nhà nhanh lên. Mẹ ơi, em ấy làm sao vậy, sao khóc nhiều thế? Chuyện gì đó mà chúng ta không biết? Chị gái không thể có chuyện gì đâu. Đừng nói nhăng cuống. Về nhà xem rồi hẵng nói. Không nhất định đã có chuyện gì. Có lẽ Thanh Bảo đang giận dỗi. Chắc chắn Tô Nghênh Xuân không sao. Thanh Bảo không giống trẻ con khác. Sẽ không nổi cáu vặt. Hay là Tô Nghênh Xuân thực sự đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, bà Hứa Định về nhà xem tình hình. Đã đưa các con gái đi thẳng về phía trang trại. Khi đến gần đạo trường, tiếng đàn sáo, tiếng kèn vui nhộn liên tục không ngừng. Không nghe nói làng mình có ai cưới hỏi đâu. Là bà nội, chẳng lẽ bà ta lại ép chị gái lấy người đàn ông già xấu xí? Đúng, bà già vô liêm sỉ kia, bà ta dám động vào chị gái, dám để tên đàn ông già xấu xí ngược đáy chị gái, lập tức cứu chị gái. Bà Hứa chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng đi nhanh đến, thả tôi ra, thả ra, các người không thể làm như vậy. Người nào đó giúp tôi với, tôi không muốn lấy chồng. Buông ra đi Tô Nghênh Xuân, tôi khuyên con đừng phí sức nữa. Hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, dù tôi già rồi, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với con. Bé Tư, con trông chừng Thanh Bảo nhé, để mẹ đi xử lý chúng. Bà Hứa vừa đặt Thanh Bảo xuống, thì Tô Hữu Hạ như một cơn gió lao tới. Xẹt qua trước mặt bà, ai dám bắt nạt chị gái tôi. Tô Hữu Hạ hét lên một tiếng, mỗi tay một người, ném những kẻ chặn đường ra xa. Ôi trời ơi, những tiếng kêu đau đớn liên tục không ngừng. Sao cô lại đánh tôi? Chúng ta là người cùng làng. Là người cùng làng không chỉ không giúp đỡ chị gái tôi, mà còn đứng cười diễn xem náo nhiệt à. Rồi là cùng làng giữ chưa? Không có lương tâm, đáng đời. Chị gái đừng sợ, tôi đã đến. Nhanh ngăn à ta lại, nhưng lời bà Tô vừa dứt, thì những gã khỏe mạnh giữ Tô Nghênh Xuân đã bị Tô Hữu Hạ đánh ngã xuống đất. Chị gái đừng sợ, tôi ở đây rồi. Chỉ một quyền đã đánh gục chúng đến hấp hối. Em gái nhỏ, cẩn thận đã. Quay đầu lại thình lình, thấy bốn tên to sồng sộc mặt mũi hùng dữ chạy lại, chưa kịp phản ứng. Từ trên không trung, siêu 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 bốn hòn đá bay tới, đánh ngã bốn tên xuống đất. Bà đúng là đồ độc địa mà, dám kêu người ngược đại mẹ quá con cô chúng tôi. Dẫu bà là bà nội thì đã sao, thật không khác gì quỷ dữ. Mụ già lòng dạ đầy tham lam, khát máu, đã bán con gái tôi không phải một lần hai lần. Hôm nay dẫu phải mang tiếng bất hiếu, tôi cũng không ngần ngại hy sinh tính mạng để đòi lại công lý. Không để các người một lần nữa ngược đãi con gái tôi. Nói xong, bà cầm chổi lao vào đánh ông lão Lý. Đánh ông ta la hét liên hồi, rồi đánh luôn bà lão Tô đứng bên cạnh. Trời đất ơi, đánh mẹ chồng rồi. Mụ vợ hôi thối vô lễ của thằng Tam khỉ gió, đáng bị nhốt chuồng lợn, đáng bị dùng bỏ. Ta sẽ bắt gia trưởng nhà họ Tô, thay mặt Tô Tam đuổi mi đi. Bà Hứa không đến xỉa, cầm chổi đuổi đánh ông lão Lý và bà lão Tô. Hai người bị đánh ngã ra đất. Tiểu Thanh Bảo và Noãn Đông thấy vậy, lập tức xông vào đạp thêm vài cái. Hề hề hề, Noãn Đông ngẩn ra một lúc, rồi cũng hét theo khả khả khả. Không hét thì không biết. Hóa ra vừa đạp vừa hét. Tiếng khả 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 hăng hơn nhiều, cũng sảng khoái hơn. Các chị ơi, đại bá và nhị bá cũng có tội nữa đấy ạ. Các chị không thể tha thứ cho họ được đâu. Con bé, ta là bá của con mà. Làm sao con dám đánh bá chứ? Mẹ con đã dạy các con như vậy sao? Hữu Hạ đừng gây trọng thương. Miễn là không khiến họ bị trọng thương thì cứ đánh thoải mái. Nghe vậy, Tô lão đại và Tô lão nhị đành phải chạy trối ngủm. Tô Hữu Hạ lướt nhanh tới, găng găng hai quyền, hai người ngã xuống đất. Lúc này, trên một mái nhà không xa, một thân hình cao lớn đứng nghiêng gió. Thấy nhà bà Hứa đã nắm quyền chủ động. Người đó lướt xuống mái ngói bằng công phu nhẹ nhàng. Tôi chỉ âm thầm ném vài cục đá giúp đỡ họ. Hình như gia đình họ không cần được giúp đỡ nhiều. Sức chiến đấu của Tô nhị tiểu thư đáng kinh ngạc. Tuy không theo quyền pháp gì, nhưng sức mạnh thật ghê gớm. Những tay đánh thuê từ nơi khác hoàn toàn không phải đối thủ. Thật đáng tiếc nếu sinh ra trong hoàn cảnh trên chiến trường chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Vậy thì anh cứ quan sát họ đi. Nếu gặp nguy hiểm thì đến giúp họ một tay. Lương Quấn bước ra ngoài, đi mà lắc đầu, cảm thấy khó hiểu. Chú nhỏ có phải là đánh chuột bỏ rõ không? Nhưng một đứa trẻ như Thanh Bảo cũng quá đáng yêu rồi. Dừng tay lại, đừng đánh nữa. Hóa ra là anh Đạt Miên. Anh không phải đi thi tú tài sao? Sao lại về rồi? Vài ngày trước, tôi vừa thi xong, vẫn phải chờ một thời gian nữa mới có kết quả. Nên về nhà giúp gia đình gặt hái trước. Cô đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ gây ra chuyện chẳng lành. Cuối cùng gia đình cô sẽ thiệt thòi mất. Lẽ ra có lý sẽ trở thành không có lý nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm đạo trưởng ra nông nỗi này. Ông lão Lý thấy trưởng làng xuất hiện, vội vã trồ dậy chạy đến bên cạnh trưởng làng. Trưởng làng xã Thanh Thạch Hà,
Nhìn đi, đám người trong làng của ông đã đánh người của tôi ra nông nỗi này rồi. Ôi trời, người làng Thanh Thạch Hà tôi có làm gì đâu. Bình thường chúng tôi đều rất ngoan ngoãn, luôn an phận thủ thường, lương thiện với người trong làng. Sao có thể để một kẻ ngoài làng xỏ xiên như vậy? Chính bản thân ông tự gây ra thảm cảnh này, không tự sửa đổi hành vi sai trái của mình, mà lại lên mặt với tôi, dám chạm người làng tôi, còn đào điên thị phi. Ông thật là một con người dày mặt. Trưởng làng Đào phải tay khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi hỏi bà Hứa. Bà Hứa, bà kể tôi nghe xem đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Những người này đều do đứa con gái Hữu Hạ của bà đánh phải không? Chỉ có mình Hữu Hạ và tôi thôi. Bọn trẻ còn lại cũng tính là có tham gia một chút. Chỉ là Noãn Đông và Thanh Bảo hơi bức xúc nên có chạy đến. Trường làng, chú ơi, bọn họ là kẻ xấu. Đáng bị đánh đó ông ạ. Quân ác nhân thật. Đối mặt với hai đứa trẻ tố cáo, trưởng làng Đào buồn cười lẫn lộn. Về đầu đuôi sự việc này, thật ra là như thế nào? Trong các người ai có thể kể tôi nghe không? Thưa bác trưởng làng, ban đầu, khi tôi đang điều trị chân bị thương ở nhà, thì bà nội bất ngờ dẫn ông lão Lý đến, nói hôm nay sẽ gả tôi cho ông lão Lý. Bắt tôi lập tức đi cùng ông ta về nhà làm lễ thành hôn. Chuyện này vô lý, tất nhiên tôi không muốn đi theo họ. Từ xưa đến nay, việc con cái kết hôn đều do cha mẹ quyết định. Lời mai mới nói trước, chuyện hôn nhân của con phải do mẹ con làm chủ. Cho dù bà nội đích thân đến, cũng không thể tự tiện gả con cho người khác. Huống hồ, ngay từ trước ông lão Lý đã bị mẹ con từ chối rồi. Cô gái nào chịu lấy? Một ông chồng già nua xấu xí như thế. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cha mày đã ngủ rồi, không còn trên đời nữa. Bà nội thay mày quyết định chuyện hôn nhân. Có gì sai đâu, im đi, để nghênh xuân, cô ấy nói hết đã. Tôn Anh Xuân mạnh dạn hơn, nói ra các bức xúc của mình. Không phải vậy đâu, cô mặc kệ lời bà nội, kể lại sự việc một cách chân thật. Nghe vậy, người dân đứng xem ai nấy đều bất bình lên tiếng. Quá vô đạo đức, lão bò già còn muốn ăn cỏ non. Hơn nữa, cô Anh Xuân hoàn toàn không biết chuyện này, càng không có lễ vật cưới hỏi gì cả. Tôi nghĩ đây chính là hành động cưỡng ép gái nhà lành, chính là ngược đãi người mồ côi quá bụa. Phải không? Tôi sống trong làng đã hàng chục năm rồi, chưa từng gặp kẻ vô liêm sỉ đến thế, cũng chẳng xem xét bản thân mình ra sao. Làm sao chị Hứa có thể đồng ý được? Đây chính là cưỡng ép gái nhà lành, kiện lên quan phải ngồi tù đấy. Chuyện hôn nhân của tôi và Tôn Anh Xuân là do bà cô ấy quyết định, thì đâu có chuyện cưỡng ép gì. Các người đừng du oan tôi. Hứ, không hỏi trước, không có lễ vật. Thật là sơ sai, nói là cưỡng ép gái nhà lành cũng chẳng quá đáng. Tôi đã đưa 18 lạng tiền xính lễ, thêm 2 lạng bạc ngày hôm nay, mời những tên đánh thuê và đám rước dâu này. Tổng cộng tôi tốn 20 lạng, sao lại bảo không có màn cạnh, không có lễ vật. Dù gì thì hôm nay tôi cũng phải đón cô dâu về. Bà Hứa nhìn chòng chọc, lạnh lùng, tôi chẳng nhận được đồng xu nào của ông đâu. Ai nhận tiền bạc của ông thì ông đi tìm người đó. Gia đình tôi đã tách khỏi nhà họ Tô từ lâu rồi. Chuyện hôn nhân của con cái tôi chỉ có tôi quyết định được. Lời của nhà họ Tô không có giá trị. Đúng rồi, tôi nhắc lại cho ông hay. Nhà bà lão Tô có một cháu gái tên là Đào Hoa. Xinh như hoa vậy, cùng tuổi với con gái Nghênh Xuân của tôi. Rất xinh xắn, trang điểm lộng lẫy. Chuyện hôm nay rước Nghênh Xuân chắc chắn không thành rồi. Nhưng cưới Đào Hoa cũng được. Bộ dạng Đào Hoa còn đẹp hơn Nghênh Xuân. Trên người còn có mùi hương riêng của thiếu nữ. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn bà lão Tô với ánh mắt lấp lánh. Bà lão Tô đối diện ánh mắt của ông lão Lý, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ. Ông đưa bao nhiêu tiền xính lễ đây? Bộ già lòng dạ đen tối, gả cháu gái cho ông chồng 80 tuổi. Giây sau, bà già đã hối hận rồi. Lão thái bà, mấy ngày trước đây tôi đã đưa cho bà 18 lạng tiền xính lễ. Lúc đó bà đã đập ngực khẳng định, chắc chắn sẽ được cưới cô con gái Tô Minh Xuân. Nhưng cô ta một mực không chịu. Thôi thì gả Đào Hoa cho tôi cũng được. Không được, làm sao ông xứng với Đào Hoa nhà tôi? Đào Hoa nhà tôi là để gả cho người tử tế trong tỉnh lỵ kia. Tuyệt đối không thể gả bừa cho một ông chồng già. Với Đào Hoa nhà tôi, tuyệt đối không thể gả cho một gã già nua xấu xí như ông. Lúc tôi nhận tiền xính lễ, là hứa gả Tô Nghênh Xuân cho ông thôi. Nếu ông có bản lĩnh, thì cứ việc đưa cô con gái Nghênh Xuân đi. Ông ta không xứng với Đào Hoa nhà các người, mà lại xứng với Nghênh Xuân nhà chúng tôi sao? Đều là cháu gái của bà cả. Tại sao các người lại cố tình sách nhiễu con gái nhà tôi? Muốn bán con bé đi à? Vì các người vô tình vô nghĩa. Cũng đừng trách tôi hành động quyết liệt. Gia đình tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô. Mong trưởng làng giúp đỡ làm thủ tục. Viết giấy tờ. Bà điên rồi, hôn thằng Tam sẽ không nguôi ngoai. Nếu thấy bà muốn đoạn tuyệt quan hệ, không nhắm mắt lúc lâm chung. Con trai của ta ơi, con đã ngủ thảm quá. Vợ thằng Tam, bà lại bất hiếu như vậy. Không sợ bị trời phạt sao? Bà hứa tuyệt đối không được làm vậy. Đoạn tuyệt quan hệ là chuyện lớn đấy. Trưởng làng à, ngay khi chồng tôi hy sinh trận mạc, tôi đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ ngay lập tức. Không muốn dính dáng gì với họ nữa. Bà biết đấy, chuyện này là chuyện lớn cả tộc. Tôi chỉ là trưởng làng chuyện đoạn tuyệt này. Ông không có đủ quyền, nhưng ý tôi đã quyết. Miễn là trưởng làng và trưởng tộc họ tôi đồng ý,
thì việc này sẽ được giải quyết. Trưởng làng, có còn nhớ lý do tôi đe dọa để ép Tô Tam phải tách hộ khỏi nhà họ Tô nhiều năm trước hay không? Bây giờ, chính mẹ của anh ấy đã đẩy nghênh xuân của tôi vào chỗ ngủm. Tôi đoạn tuyệt quan hệ là bất đắc dĩ. Trưởng làng Đào nhíu mày, rồi nhớ lại năm xưa, bà lão Tô muốn ban bốn cháu gái vào nhà thủ. Tôi hiểu rồi, nhưng không chắc trưởng tộc họ Tô có đồng ý với ba hay không. Khó nói trước được. Này cậu, mau gọi trưởng tộc họ Tô đến đây đi. Nhớ giải thích với ông ấy về tình hình hiện tại, rồi về nhà lấy giấy bút mực đem đến. Tôi biết phải làm gì rồi. Này này trưởng làng, người dân làng Lý của chúng tôi bị đánh như vậy. Ông không làm công bằng cho chúng tôi, mà còn gọi trưởng tộc họ Tô làm gì? Đi bác sĩ, mua thuốc men cũng phải tốn tiền bạc. Tình trạng chúng tôi thế này, kiểu gì cũng phải bồi thường đấy. Họ phải đền bù chi phí này. Ông Lý, ông không biết mình tốn 20 lượng để làm gì hay sao? Ông còn muốn đòi công bằng gì ở chỗ tôi? Cưỡng ép cô gái người ta mà ông còn có lý à? Lời nói của trưởng làng Đào khiến ông lão Lý câm nín. Chỉ đành đổ lỗi cho bà lão Tô. Mụ già này, bà đã nhận 18 lạng tiền xính lễ của tôi mà. Bây giờ hai cháu gái lại đều không chịu lấy tôi. Người tôi đưa đến cũng bị đánh bị thương. Hôm nay không được 30 lạng, tôi nhất định không bỏ qua. Miệng mồm to làm đấy. Chỉ một câu đã đòi 30 lạng bạc rồi. Tôi chỉ nhận được 18 lạng mà thôi. Ông nói đạo lý một chút đi. Gã lão già đâu dám nói năng kiêu ngạo thế. Đòi tôi đóng thêm 12 lạng sao? Tôi nói thẳng cho ông biết. Muốn tiền thì không có đâu. Còn mạng thì có một cái nè. Nếu không chịu nghe lời, thì tôi xách đám người của mình đến nhà các người đấm đến khi có tiền thì thôi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Theo ý tôi, ông đã đưa bà lão Tô 18 lạng rồi. Bà lão Tô trả lại 18 lạng là xong. Đừng có đòi hỏi quá đáng. Một lần liền đòi họ đưa thêm 10 lạng cho ông. Tôi không đồng ý. Ban đầu tôi đã đến nhà bà Hứa nói chuyện hôn nhân. Bị từ chối nên đã bỏ ý định đó. Nào ngờ bà lão này lại tìm đến tôi. Không những đòi 18 lạng tiền xính lễ, mà còn cố ý nhắc tôi thuê một đám đánh thuê. Sợ Tô Hữu Hạ cản trở. Bây giờ tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Những người của tôi cũng bị thương nặng. Bà ta cũng phải chịu trách nhiệm về điều này. Chán trưởng làng Đào nhăn nhó như muốn giết cả ruồi. Ban đầu ông ta nghĩ, bà lão Tô làm theo sự xúi giục của ông lão Lý mới đồng ý giúp làm chuyện này. Tránh ngờ bà lão Tô mới là kẻ khơi mào. 23 lạng, bà lão Tô à, bà đưa 23 lạng đi. Sau đó hai bên hãy chấm dứt mọi hiềm khích. Ông lão Lý, ông nghĩ sao? 23 lạng vậy đi. Tôi đau quá rồi, muốn đi gặp bác sĩ ngay. Tôi cũng chưa biết xương sườn có bị gãy không. Hình như mũi nghiêng rồi. Ông lão Lý ngó quanh, những người bị thương phía sau đang thúc giục. Một tên nọ nói qua kẽ răng, ui ra. 23 lạng vậy đi. Không thiếu một đồng xu nào. Đưa ngay bây giờ đi. Khi nhận được tiền, tôi sẽ lập tức dẫn người ra về. Trưởng làng, ông không thể như vậy. Hắn chỉ đưa tôi 18 lạng thôi mà. Tại sao tôi phải đưa hắn 23 lạng? Tự nhiên tôi lại mất thêm 5 lạng bạc. Thiệt thòi vô lý. Trưởng làng, hãy giúp tôi. Không lẽ để người ngoài làng ngược đãi người cùng làng sao? Người trong làng chúng ta từng cùng nhau vượt lũ đến đây, định cư sinh sống, cùng làng một lòng phải không hả? Đã gần trăm năm rồi. Ngạc nhiên bà còn nhớ những chuyện đó. Nhưng nhìn xem bà đã làm những gì. Bà đã làm những chuyện gì? Nếu như bà không muốn đưa 23 lạng, thì tự bà tính toán với ông lão Lý đi. Tôi không dính dáng đến chuyện rắc rối của các bà nữa. Thấy trưởng làng không quan tâm mình nữa, bà lão Tô ngồi phệt xuống đất, nằm năn lộn ầm ĩ. Trời ơi, con đã tạo ác nghiệp gì vậy? Con chỉ muốn tìm một chàng rể tốt cho cháu gái thôi mà. Cả nhà thằng Tam lại phản đối, đánh người ta thương tích nặng. Tại sao lại bắt một bà lão đầu bạc ra đền tiền? Ông cướp tiền của bà lão liệu có nuốt trôi được không? Nhìn con bị người ngoài làng ngược đãi mà không trợ giúp. Tất cả đều đứng nhìn, không một ai giúp đỡ. Bà lão Tô vừa chửi bới vừa không quên trách những người xung quanh. Chửi trời chửi đất chửi những người đứng bên cạnh. Trưởng làng Đào lắc đầu thở dài nhìn, rồi đưa mắt nhìn hai đứa con trai của bà ta, Tô lão đại và Tô lão nhị, hai anh em các người. Đừng chỉ bảo vệ bà Tô vì đấy là mẹ ruột các người. Các người phải giúp bà ta giải quyết vấn đề này. Nếu không muốn sau này bị ông lão Lý kiện tụng, thì mau đưa 23 lạng bạc ra đi. Anh trai, anh nghĩ sao? Hay chúng ta về lấy tiền đền bù cho ông lão Lý đi? Chị dâu có khá nhiều tiền riêng. Nghe phải lấy tiền nhà ra, Tô lão đại liền không muốn. 18 lạng tiền xính lễ đang nằm trong tay mẹ. Tại sao lại phải lấy tiền của mình ra? Về việc ai sẽ trả tiền, chủ yếu là sợ quan hệ trở nên sau đó sẽ không tốt cho việc làm ăn của hai nhà. Nên chỉ khuyên nhủ bà lão Tô, mẹ khóc lóc ở đây có ích gì? Mau về nhà lấy bạc ra đi. Chỉ có 23 lạng thôi mà. Trừ đi 18 lạng đã nhận trước đó, chỉ cần lấy thêm 5 lạng nữa là xong. Số tiền mẹ đang giữ đủ cho mẹ rồi. Mày nói gì vậy hả? Làm con trai thật là. Người ta đòi tiền thì đưa. Mày có còn là con trai của tao nữa không hả? Mẹ không đưa tiền ra, như trưởng làng nói, sẽ gặp rắc rối về sau. Vậy hãy giải quyết luôn đi.
coi như tiêu tan tay ương, nhưng bà lão Tô vẫn ngoan cố, nằm lăn lộn trên đất, không muốn trả tiền. Tiếng khóc lớn khiến trưởng làng Đào nhức đầu, bực mình không chịu nổi. Tô lão đại, mau về gọi cha mày ra đây, kêu ông ta xử lý chuyện này đi. Ông ta vẫn quen cách làm càn, thường để bà lão làm chuyện vô đạo, rồi tự mình hưởng lợi. Nếu tôi đi gọi ông ta, em rằng sau này ông sẽ không tươi cười với tôi, họ sẽ không cho tôi một cái nhìn tốt. Quan hệ này không liên quan đến cha tôi đâu. Cậu nói cái gì vậy hả? Cậu không thấy mẹ cậu không chịu trả tiền sao? Vậy thì bắt cha mày trả đi. Còn vấn đề bà Hứa muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô nữa, ông ấy phải ra ngoài và giải quyết vấn đề này. Nhị đệ, cậu mau chạy về gọi cha ra đây nhanh lên. Tôi béo như vậy, không biết phải bao giờ mới tới nhà. Đừng để trưởng làng phải đợi lâu. Tô lão đại nói rất hợp tình hợp lý, rồi ra lệnh cho em trai. Tô lão nhì không thể giả vờ không nghe, miễn cưỡng liếc nhìn anh trai. Phòng của Đào Hoa trong nhà anh cũng ở đó. Tô lão nhì nhíu mày, nghĩ đến phòng của Đào Hoa ngay trước mắt. Anh ta vẫn hy vọng chị dâu sẽ tìm một người giàu có cho Đào Hoa. Không thể mất cơ hội này. Được rồi, tôi đi. Tô lão nhì quay lưng chạy về nhà họ Tô, chuẩn bị đi rủ ông Tô ra đây. Bà lão Tô vẫn lăn lộn trên đất, không ai thèm để ý nữa. Lúc này người trưởng làng Đào kêu đi đã quay lại, tay ôm giấy bút mực. Sau lưng có trưởng tộc họ Tô và một số cụ già trong tộc. Bà Hứa, bà có thực sự quyết định đoạn tuyệt quan hệ không? Vâng thưa trưởng tộc, hôm nay tôi nhất định phải đoạn tuyệt với nhà họ Tô. Đoạn tuyệt hoàn toàn, các con cái tôi đâu đến nỗi bị chúng hủy hoại. Ý của tôi đã quyết. Bà có biết Tô Tam, dù sao đi nữa, cũng là con ruột của bà lão Tô và ông Tô. Họ có ơn sinh thành với cậu ta, với tư cách là vợ của người con trai ấy. Sau khi chồng ngủ, bà lại muốn đoạn tuyệt quan hệ, thì dù gì cũng không thể chấp nhận được. Hơn nữa, gia đình bà là người góa bụa, thiếu sự chỉ bảo của người thân, sẽ rất khó khăn trong cuộc sống, cũng không có ai để nương tựa. Lời của trưởng tộc họ Tô nghe qua thì rất có lý. Những người đang đứng nghe chuyện ở trong làng cũng cho rằng bà Hứa đã quá đáng. Đoạn tuyệt tình thân dễ dàng thì quan hệ sẽ không thể hàn gắn. Tôi đã già rồi, chưa từng nghe chuyện con dâu đoạn tuyệt quan hệ. Ồ đúng đúng đúng, đều thuộc cùng một tộc, cùng một trưởng tộc thì có gì khó khăn đâu, cứ nói ra là được rồi. Người trong làng liên tục khuyên bà Hứa, nhưng bà hoàn toàn không nghe. Khi Tô Tam còn sống, gia đình nhỏ của tôi đã phải nhịn đói, hàng năm vẫn phải gửi phần lớn tiền bạc để hàng hiếu cho nhà họ Tô. Sau nhiều năm như vậy, dẫu không lên đến trăm lạng thì cũng có vài chục lạng đúng không? Nhưng họ lại không chịu lấy ra vài lạng bạc trong lúc chúng tôi khó khăn nhất để giúp Tô Tam khỏi phải nhập ngũ. Đến nỗi ngày nay Tô Tam đã hy sinh chiến trường, các con mất cha. Bà Hứa cười gằn, nghĩ đến sinh tử của chồng, mắt đỏ hoe, một gia đình mồ côi góa bụa như chúng tôi. Thế mà, họ vẫn tính toán dùng thủ đoạn điều cáng, muốn trục lợi từ chúng tôi. Không ngần ngại hủy hoại tương lai các con gái tôi, cũng chỉ để kiếm trác của không chính đáng. Người thân như vậy, các người có muốn không? Bà Hứa nói xong, trưởng tộc họ tôi im lặng, người trong làng cũng không nói gì. Lúc này, ông cậu già nhất lên tiếng. Đoạn tuyệt quan hệ nói thì dễ, nhưng làm liệu có dễ vậy không? Dòng máu của tổ tiên, chảy trong người bọn trẻ sao có thể nói dứt là dứt. Gia đình nào chẳng có cãi vã, xung đột. Đó là chuyện rất bình thường, không đáng để các người ầm ĩ như vậy. Ban đầu để Tô Tam đi lính, chuyện này là nhà họ Tô không đúng, là vì thiển cận, bọn họ cũng không vui gì, chỉ là họ cầu may mắn cho cậu ấy. Không ngờ Tô Tam lại hy sinh trên chiến trường, chuyện này đúng là không ai mong muốn. Tô Tam là đàn ông hy sinh vì đất nước, là tấm gương anh dũng người người ngưỡng mộ, thực sự là vinh quang của gia tộc. Việc này chúng ta cũng khó có thể nhận định là đúng hay là sai. Bà Hứa không nên day vế mãi, cũng nên tha thứ cho nhà bọn họ đi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.